sao muộn rồi, anh không ngủ đi. Không phải anh nói với em á là ngủ trước đi, anh về muộn mà. Anh đi đâu giờ mới về? Anh đã nói rồi, anh bận đi tiếp khách. Sao em hỏi nhiều vậy? Chứ không phải anh đi ăn và đi khách sạn với cô người yêu bé nhỏ của mình à? Em ăn nói linh tinh gì vậy? Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Em ăn chối à? Em nghe anh nói đã. 3 lần trước tôi vì con mà tha thứ cho anh. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ vì gia đình, vì con cái mà thay đổi. Nhưng mà không ngờ anh vẫn tiếp tục như thế. Chắc là tôi đã nhầm rồi. Thứ duy nhất tôi có thể thay đổi được chính là thay anh. Mình không sẽ thay đổi,